Vào tối qua, một trận lũ ống bất ngờ đổ về, gây ngập lụt một số khu vực ở huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân. Hiện công tác ứng phó khắc phục hậu quả lũ lụt đang được chính quyền cùng người dân địa phương gấp rút triển khai. Cơn mưa kéo dài vào chiều tối cùng ngày đã khiến nước lũ từ khu vực Hồi Giảng, xã Tây Sơn đổ về nhanh. Do cây cối bị mắc kẹt ở khu vực cổng nước ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, nước lũ dâng cao gây ngập lụt. Một số khu vực ngập khoảng từ 30 đến 40cm. Mưa lũ cuốn theo một lượng bùn và đất đá lớn tràn xuống đường với dòng chảy lớn gây ách tắc giao thông. Một số hộ dân ở khối 1 thị trấn Mường Xén đã bị nước và bùn đất tràn vào nhà. Trận lũ ống xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều hộ dân đã phải di chuyển đến nơi khác. Cho đến sáng nay, theo báo cáo từ chính quyền huyện Kỳ Sơn, trận lũ đã gây ảnh hưởng trên địa bàn 5 xã thuộc huyện này, khiến 5 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn, cùng với số lượng khá lớn cây hoa màu của người dân bị ngập và bồi lấp. Lũ ống và lũ quét đã gây ra sạt lở đất ở một số nơi. Sau khi mưa ngớt, huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng cùng phương tiện để dọn dẹp đất đá, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả.